Đây sẽ là những hình ảnh không thể quên đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước trong đợt cao điểm chống chọi với dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Qua hơn 4 tháng cao điểm của đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 427.000 người mắc COVID-19, chiếm khoảng 48% số ca nhiễm của cả nước. Và đau xót hơn, có tới 16.500 người tử vong, chiếm tới 75% con số tử vong của cả nước. Người dân thành phố Hồ Chí Minh phải chịu thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 kéo dài gần 3 tháng và điều đó đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Giữa làn danh sống và chết, điều được quan tâm nhất chính là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cung ứng lương thực thực phẩm, nhưng ở đó đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Dịch bệnh diễn ra lần thứ tư này với cái chủng Delta là hết sức là nguy hiểm và đã gây đứt gãy chuỗi liên kết của nhiều cái chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu như là lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm. Thế và chúng ta thấy rằng là cái việc mà các địa phương có những cái giải pháp chống dịch khác nhau trước đây thì đã làm những cái khó khăn về giao thông vận tải, khó khăn cả về kho vận, khó khăn cả về nguồn soát những cái nguồn cung ứng hàng hóa. Không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, tại nhiều tỉnh thành phía Nam, trước diễn biến dịch bệnh căng thẳng, những chính sách, biện pháp chống dịch đã có lúc lúng túng, bị động. Tuy nhiên, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, sự đồng lòng quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân, sự chung sức và chia sẻ của đồng bào cả nước, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Đợt dịch, đợt 4 vừa rồi đó, thì khi mà dịch bùng phát lên, thì chính phủ ra tay kịp thời, vô thành phố để cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ, rối đâu là gỡ đó. Nên không biết nói làm sao mà cái lời cảm ơn của công ty chúng tôi và các doanh nghiệp phía Nam đối với lãnh đạo Trung ương. Cho dù dịch bệnh có hoành hành, có phức tạp đến đâu, nhưng với cái yêu cầu, với cái quan điểm của Đảng, Nhà nước đó là đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết. Vì vậy mà với những cái mối liên kết, với những cái chuỗi liên kết như vậy thì hàng hóa sẽ được cung ứng đảm bảo đáp ứng kịp thời. Chúng tôi cho rằng Bộ Công Thương đã triển khai thực hiện rất là đảm bảo cái yêu cầu, cái chủ trương vừa kiểm soát dịch bệnh an toàn, hiệu quả nhưng vừa đảm bảo phát triển sản xuất hàng hóa, lưu thông hàng hóa. Đáp ứng được cái yêu cầu, cái cuộc sống của cái sinh hoạt bình thường của một cái xã hội. Cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam là minh chứng sống cho sức mạnh đoàn kết vượt qua đại dịch của toàn dân. Trên cả nước, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đã trở lại trạng thái bình thường mới. Hành trình chống dịch thời gian qua cũng là cơ hội để các cấp, các ngành và địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Và một cái rất đặc biệt trong cái thời gian vừa qua là Việt Nam thì hay nói là đố kỵ rồi thì làm việc tập thể nó khó. Thế nhưng mà vừa qua thì theo khảo sát thì cái số doanh nghiệp mà kết nối liên kết chia sẻ khó khăn với nhau vượt khó là tăng lên rất là mạnh mẽ. Thì đấy là những cái bài học vừa qua và vẫn còn có thể tốt trong cái thời điểm hiện nay. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương Đảng, trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự kịp thời ban hành những quyết sách đặc thù phục vụ phòng chống dịch, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và giám sát hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, rất đáng khích lệ trong toàn hệ thống và trên tất cả các lĩnh vực. Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp khó lường, nhưng cùng với thế giới, Việt Nam vẫn đang từng bước thích ứng tình hình, kiểm soát an toàn để phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống an sinh cho nhân dân với tâm thế không chỉ khắc phục khó khăn để trụ vững, mà còn là linh hoạt thích ứng với những xu thế phát triển mới của thế giới.